nay hãy cổ vũ hết sức mình để thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo có thể hoàn thành hai trận đấu cuối cùng của ông với bóng đá Việt Nam một cách xuất sắc nhất. Nói đó là đội hình mạnh nhất của đội tuyển Việt Nam vào lúc này, còn đây là đội hình xuất phát của đội khách Thái Lan ở trận đấu ngày hôm nay với huấn luyện viên người Brazil gốc Đức. Hiệp 1 của trận đấu đã được bắt đầu. Tuấn Hải. Cơ hội, Tuấn Hải có thể dứt điểm. Dứt điểm gì? Không vào. Không có những tình huống bọc lót thực sự tốt và kín kẽ giữa các cầu thủ đá ở tuyến sau của đội tuyển Thái Lan. Tuấn Hải đã nhằm góc xa nhưng cú dứt điểm của anh đã đi không chính xác. Ở hàng phòng ngự của đội tuyển Thái Lan ngày hôm nay từ phía Mano Polking rất nguy hiểm. Hoàn hồn Đặng Văn Lâm dẫn lại cứu thua xuất sắc của Văn Lâm. Phạt. Thanaton Bulmathan là một cầu thủ có thể đá ở nhiều vị trí khác nhau. Anh đá trung vệ, anh đá tiền vệ trung tâm. Nguyễn Hoàng Đức. Mở bóng chính xác cho Quế Ngọc Hải. Quả tát rất dào đánh đầu vào. Hôm nay chúng ta lại thấy một lại là Tiến Linh. Lại là Tiến Linh thấy Thái Lan. Lại là một dấu ấn chiến thuật nữa của ông Park Anh Tiến Dũng ạ. Rất hay, Quế Ngọc Hải. Một trung vệ nhưng lại trở thành một cầu thủ tạt cánh. Trước đó thì chúng ta cũng cần phải dành lời khen cho nhãn quan chiến thuật tuyệt vời của Nguyễn Hoàng Đức. Một pha mở bóng quá chính xác đến từng cm dành cho Quế Ngọc Hải trước khi trung vệ số 3 thực hiện quả tạt rất dẻo cho Tiến Linh. Tất cả đều diễn ra một cách hoàn hảo. 10 điểm cho bàn thắng của đội tuyển Việt Nam. Tiến Linh đã cho thấy khả năng săn bàn nhạy bén của mình là như thế nào. Một tình huống chạy rất đáng kể. Một tạt của Hoàng Đức. Thêm một cơ hội nữa. Khá nguy hiểm. Khá nguy hiểm. Hoàn hồn Đặng Văn Lâm. Có cú sút là Piradon. Piradon và một tình huống mà Tấn Tài đã che chắn bóng tốt. Cuối cùng trọng tài Ngân Quốc xác định là đã có một tình huống dùng tay chơi bóng của Hồ Tấn Tài và đã có va chạm xảy ra giữa số 3 của hai đội. Chúng ta đang có được lợi thế và cần phải hết sức bình tĩnh. Đã có thẻ vàng dành cho Quế Ngọc Hải. Bên phía đội tuyển Việt Nam chúng ta có 4 cầu thủ mà nếu như phải dính thẻ ở trận đấu ngày hôm nay thì sẽ vắng mặt ở trận chung kết lượt về, đó là Hùng Dũng, Tiến Dũng, Văn Thành và Văn Hậu. Những giây phút rất hồi hộp. Không vào. May mắn đã đứng về phía đội tuyển Việt Nam khi Sàng Ngang đã cứu thua cho chúng ta. Thanaton Bulmathan nhằm thẳng góc cao khung thành, tung ra cú sút rất căng. Không có cơ hội nào cho Đặng Văn Lâm nhưng chúng ta vẫn gặp may khi mà Sàng Ngang đã cứu thua. Một quả đá phạt khiến đối thủ bất ngờ với những miếng đánh mới rất nguy hiểm. Như vậy là lưới của đội tuyển Việt Nam đã rung lên và Thái Lan đã có được bàn thắng gỡ hòa một đều ngay ở những phút đầu tiên của hiệp 2. Một trong những bất ngờ mà huấn viên Mano Polking dành cho chúng ta ở trận đấu ngày hôm nay khi tung cầu thủ này vào sân đá chính. Và đội trưởng Thanaton Bulmathan chính là người đã thực hiện quả thả bóng ra sau lưng hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam để Avirai bắt tốc độ phá bẫy vị băng xuống. Cú này đã lừa qua Quế Ngọc Hải trước khi tung ra cú sút rất quyết đoán vào góc gần để đánh bại Văn Lập. Văn Hậu. Đó đã mất phương hướng nhưng vẫn kịp phản xạ để cứu thua cho đội khách. Cầu thủ Thái Lan đang đẩy đội hình lên cao và chơi áp sát bên phần sân của chúng ta. Lưới của đội tuyển Việt Nam rung lên, liệu có lỗi việt vị hay không?
không có tín hiệu từ trợ lý trọng tài ngày hôm nay. Và chọc khe của đội trưởng Terathon Bunmathan. Rất nhạy cảm. Chúng ta xem ở góc máy này, như vậy là đã không có lỗi việt vị. Bùi Hoàng Việt Anh là người đã đứng sai vị trí trong tình huống này. Đúng như vậy. Các đồng đội đã vang lên nhưng Bùi Hoàng Việt Anh vẫn ván hậu. Được chuyền rất hay, đánh đầu. Vẫn là cái đầu của Nguyễn Tiến Linh. Một quả tạt khá, pha thu hồi bóng tốt. Trọng tài đã rút thẻ vàng đối với Terathon. Văn quyết và treo bóng về cột xa. Văn hậu dứt điểm ngay, rất căng. Tuyệt vời, đó là Văn Thành. Hai đều cho đội tuyển Việt Nam. Văn Thành, khoảnh khắc tỏa sáng của Văn Thành, cầu thủ vừa vào sân cách đây ít phút. Thắng rất quan trọng và bây giờ thì tinh thần của đội tuyển Việt Nam sẽ lên rất cao trong ít phút ngắn ngủi còn lại của trận đấu này. Chúng ta cùng xem lại tuyệt phẩm sút xa của Văn Thành sau pha nhả bóng của Văn Hậu. Văn Thành đã giơ tay xin bóng và sau đó là một cú ra chân cực kỳ hoàn hảo. Một dứt điểm rất vừa tầm của Vũ Văn Thành. Tuyệt vời. Văn Quyết. Không xúc. Vẫn còn. Rất tiếc đó là một đường chuyền non và đồng đội chưa băng lên để nhận bóng. Rất nguy hiểm đối mặt với Văn Lâm rồi. Hoan hô Văn Lâm. Hoan hô thủ thành đạo Văn Lâm. Bóng đã nằm trong tay Văn Lâm. Văn Lâm vừa rồi đã kịp thời sửa sai cho Hồng Dũng. Văn Lâm vẫn xứng đáng là thủ môn hay nhất tại giải đấu năm nay. Dù anh đã vào lưới nhận bóng 2 lần ở trận đấu này. Và như vậy là tiếng còi kết thúc trận đấu đã vang lên. Ngày hôm nay các cầu thủ đã nỗ lực nhưng họ cũng không thể có được chiến thắng trên sân nhà. Không sao cả. Chúng ta vẫn còn 90 phút thậm chí hơn nữa ở phía trước trong trận đấu chung kết lượt về tại Thammasat của Thái Lan.